Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dương. Thì buổi chiều ngày hôm nay em Trường xin được phép lên sóng báo giá một mẫu xe, một số mẫu xe mới về và cũng như một số mẫu xe còn lại của cửa hàng. Với khách hàng ưng mẫu nào thì alo cho em, bên em Trường rất là nhiều nha. Đây có sẵn từ đời 2006 cho đến 2018 luôn. Thì có clip em quay hết tổng hợp, có clip quay được một nửa số xe của khách hàng cần. Cái mẫu xe này thì alo cho em. Đây là mẫu Innova 2016 E bản đủ biển bên Đồng Nai nha cả nhà. 2016 màu ghi bạc nha, mâm phay xước rất là đẹp nè, xi nhan tay thỏ nè. Chiếc này thì bên em chào bán cho mình với cái giá là 409 triệu nha cả nhà. Đây, Innova 2016 nè. Đấy, vô lăng củ số rất là đẹp nè. Màn hình Android, camera hành trình, cam lùi đầy đủ hết. Nội thất nói chung là rất là đẹp, màn hình 3D. Thì nói chung là cả nhà cứ vào kênh của em có quay chi tiết hết nha. Đây là em Trường chỉ quay báo giá thôi. Đấy, 2016 nha. Đấy, 2016 bản E đủ 409 triệu nha cả nhà. 409 triệu. Cả nhà, tụi em đang có sẵn từ 2006, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 đầy đủ luôn nha. Phong mới phong cũ. Đấy, 2016 nè. Xe nói chung nhìn rất là len keng, xe đẹp không lỗi lầm nha. Giá thì em Trường để cho mình là 409 triệu nha cả nhà. Có bớt có thương lượng khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Rồi, thì nếu mà cả nhà thích phong mới thì có con này 2017 đăng ký lăn bánh 2018 màu đồng ánh kim, gốc Sài Gòn. Chiếc này gốc Sài Gòn, quý hàng này về Sài Gòn thì không mất 20 triệu tiền phí sang biển nè. Chiếc này thì bên em Trường chào bán với giá là 530 triệu. Xe đẹp, chuẩn gia đình, không taxi, dịch vụ bao chích tết toàn quốc luôn nha. 2017 phong mới nha cả nhà, cuối 2017 đầu 2018 có cân bằng điện tử luôn. Đấy, xe nói chung là len keng xà beng. Đấy, nội thất, nội thiết đồ rất là đẹp nè. Đấy, cuối 2017 đầu 2018 nè. Đấy, xe rất đẹp nha. Cái này em cả nhà còn thì các bạn Zalo em gửi ảnh chi tiết với quay clip chi tiết có con này. Và giá rẻ thì có con này Innova 2010, Innova 2015 bản E chung màu trắng. Chiếc này thì bên em chào bán nhà mình với cái giá là 330 triệu đồng. Đấy, bớt cho nhà mình 5 triệu luôn. 330 triệu đồng Innova 2015 bản E chung nha, màu trắng nguyên zin nguyên bản. Xe thì cũng lên full đồ chơi đầy đủ hết nè. Đấy, ghế, màn hình, màn bọng đồ. Đấy, full form dáng cực kỳ đẹp nha. 330 triệu nha cả nhà. Có bớt có thương lượng cứ đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Đấy, 2015, 2013 thì bên em Trường cũng có luôn. 2013 thì rẻ hơn, tầm hơn 300 một tí. Để 2015, 2013 thì bỏ bên bãi nha. Đấy, xe về rất nhiều. Đấy, còn nếu mà cả nhà mình mà đam mê dòng số từ máy dầu thì bên em có Fortuner. Fortuner thì có hai chiếc, 2015 với 2009. Đây, máy dầu có hai chiếc, một màu luôn. Một màu luôn, Fortuner đời 2009 nha, phiên bản số sàn máy dầu, không taxi, không dịch vụ. Xe rất đẹp. Chiếc này là hai chủ đầu tiên là ở Sài Gòn mua mới ở Toyota An Sương. Đây cả nhà coi nè, nó còn dán tem đằng sau nè. Toyota An Sương nha. Đây. Mua ở Toyota An Sương nè. Đó. Fortuner 2009 số sàn máy dầu. Xe không lỗi lầm, không dịch vụ, không taxi. Xe rất đẹp. Chiếc này bên em Trường chào bán với giá là 468 triệu đồng. 468 triệu đồng. 468 triệu đồng nha. Đó, 468 triệu đồng. Đấy, nội thất rất là đẹp nha. Xe không lỗi lầm, không taxi, không dịch vụ một phút giây nào. Màn hình JTK đầy đủ hết luôn, màn hình kem lùi. Đấy, trần BD, nói chung là miễn bạc. Đấy, đối với mẫu này là cả nhà miễn bạc, đẹp len keng xà beng. Đấy, ngày mai em sẽ quay chi tiết sau, bây giờ em quay báo giá thôi. 209 nha, xe đẹp lắm. Máy dầu số sàn nha cả nhà. Không taxi, không dịch vụ nha. Máy móc đẹp, màn hình lô sấp đầy đủ. Đó. Màn hình lô sấp đầy đủ luôn. Máy móc của nó nè, thấy chưa? Tuyệt vời. Ngày mai em quay chi tiết cho. Và kế bên là mẫu Innova 2012 số tự động, xe đẹp nhất Việt Nam, phiên bản V. Chủ nhân của nó lên luôn bi cầu nè. Đấy, bi cầu đầy đủ hết luôn nha cả nhà. Đấy. 2012 một chủ mua mới từ đầu, số tự động, xe đẹp nhất Việt Nam luôn cả nhà. Đủ ba chìa khóa zin theo xe, full đồ chơi. Chiếc này thì bên bản V nha. Bản V là bản cao cấp hơn bản G. Bên em Trường có hai bản luôn, bản V và bản G. Bản V là bán 385, còn bản G là bán 379 triệu. Đấy. Vô lăng như thế này mà cả nhà không mua thì mua xe gì? Quá đẹp, phải không? Tuyệt vời.
Đấy, xe một chỗ mua mới từ đầu, siêu cực. Cả nhà thấy không? Đẹp lên kênh xe quen nha. Đó. Xe đẹp lắm. Bản bản V là bản cao cấp, có đường luồn chính giữa đi đây sâu luôn cả nhà ơi. Đó, thấy chưa? Có đường luồn chính giữa đi đây sâu luôn. Đấy, xe rất đẹp. 4 lớp mới tinh nha cả nhà, 4 cái lớp vừa thay mới tinh luôn. Rồi, chiếc này thì bên em bán 385 triệu nha. 385 triệu nha cả nhà, 2012. Đấy. Phiên bản V nè. Đó, phiên bản V khác nhau nha. Cũng V nè. Bản cao cấp. Và đằng sau là một bản cũng đặc biệt của dòng Toyota Innova nữa. Đó là Toyota Ventuner, bản đặc biệt của dòng Innova. Bản này thì nó có hai màu đỏ và đen thôi. Chiếc này là một chủ mua mới từ đầu. 2018 đăng ký lăn bánh, 2019 lớp zin theo xe. Đấy, xe rất đẹp, không còn lỗi lầm, bao chích test toàn quốc luôn. Quý bà con anh chị có người nào rành xe thì có thể đưa tới xe cửa hàng xem thoải mái, hoặc là bao chích hãng gì đó, tùy cả nhà mình luôn nha. Vàng thật không sợ lửa nha cả nhà. 2019 là lớp zin theo xe luôn. Đây. Đấy, xe rất đẹp, nói chung con này thì zin hết. Ghế nỉ đồ sàn bọng đồ là zin hết. Xe chạy chuẩn 6 vạn. Chưa hết đâu đây. Đấy. Đó, ghế nỉ đen, zin theo xe, số tự động, nói chung là xe chất lượng khỏi bàn. Trăm cây số thì rơi vào khoảng 7-8 lít xăng. Chiếc này bên em chào bán cho mình với cái giá là 665 triệu nha. 665 triệu cho phiên bản Ventuner nha cả nhà. Đấy, màu đỏ. 665 triệu ba đút hồ sơ. Và nếu 2018 thì có con này, 2018 màu trắng, nguyên zin nguyên bản, một chủ mua mới từ đầu, giá thì là 579 triệu nha, màu trắng, nguyên zin nguyên bản, một chủ mua mới từ đầu, chưa qua chủ thứ hai, bao chích test toàn quốc luôn. 579 triệu nha, 579 triệu cho mẫu xe này, một chủ mua mới từ đầu. Quý khách hàng thích thì cứ alo trực tiếp, sẽ có bớt lọc lá cho cả nhà khi đến xem xe tại cửa hàng. À, nếu cả nhà có tầm tiền vừa hơn 250 thì có thể là suy nghĩ về mẫu xe này, Innova G209 nha. Innova G209 nè. Đấy, xe này bên em chào bán với giá là 259 triệu. 259 triệu nha cả nhà. Đấy, Innova G209 nha. Đấy, màu kem. Xe cũng khá là đẹp nha cả nhà. Màn hình kem lùi, mọi thứ là đầy đủ hết luôn. Đó, Innova G209 thì 259 triệu nha cả nhà. Đấy, 259 triệu. Em Trường có quay clip chi tiết con này rồi, cả nhà thì còn thì em Trường sẽ gửi ảnh cho. Và đây là hai mẫu Innova 2013 nè. 2013 E bản đủ biển 92-22507 và Innova 2013 E bản đủ 47E41108 nè. Đấy. Hai chiếc này thì bên em bán đồng giá là 360 triệu nha. 360 triệu nha. Đều là 2013 E bản đủ hết. Con này lên full đồ chơi nè cả nhà. Bi cầu đầy đủ nè. Con này cũng 2013 E bản đủ luôn. Đấy, cả nhà thích mẫu nào thì alo em Trường. Em Trường sẽ đỡ cho nhà mình với cái giá tốt nhất nha. Đấy, trần sàn 3D. Xe nó về hơi nhiều nha cả nhà, nên cả nhà thông cảm đỡ hơi chật chội một tí. Rồi, em Trường sẽ để cho nhà mình với cái giá gọi là tốt nhất có thể luôn, để phục vụ cho quý bà con và quý anh chị. 2013 E bản đủ nha. Đấy, 2013 E bản đủ hai chiếc luôn, đồng giá là 360 triệu nha cả nhà. Không taxi, không dịch vụ một phút giây nào nha. Không taxi, không dịch vụ một phút giây nào. Và đây, 206 giá rẻ nè. 206 thì bên em Trường chào bán với giá là 225 triệu nè. 225 triệu cho mẫu xe này, Innova G đời 206 nha. Innova G đời 206 nha cả nhà. Innova G đời 206 nè. Đấy, 225 triệu nha cả nhà. Đấy. Xe thì nói chung là chất xe G là đi nó ngon, nó không có sọc sệt như những con bản G nha cả nhà. Rồi, thì đi về đằng sau đây còn khá là nhiều mẫu xe nữa nè. Đấy, bên xe còn nhiều lắm, 2010 em Trường còn khá là nhiều cả nha. Đây Innova 2015 nè. Innova 2015 bản E chung nữa nè. Đấy, bên em Trường chào bán giá là 330 triệu nè. Có bớt lọc lé cho cả nhà khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng nha. Đấy, 2015 bản E chung màu trắng nha. Đấy, bản E chung màu trắng nha cả nhà. Đấy, xe nói chung là cũng rất là đẹp luôn. Vô lăng củ số nè, nội thất nè. Đấy, 2015 bản E chung. Và giá mềm hơn nữa thì có 2014 nè. 2014 nè. 2014 E bản đủ nè. 2014 E bản đủ nha. 2014 nè, màu vàng cát E bản đủ nè.
chiếc này bên em Trường chào bán với giá là 370 triệu, 370 triệu gốc Sài Gòn luôn nè. Đấy, cả nhà cứ vào xem thoải mái nha, 370 triệu gốc Sài Gòn nha. Đây là cũng một chiếc 2010 nữa nè, 2010 bản G nè. Chiếc này bên em Trường chào bán với giá là 379 triệu nè. Đấy, còn cái này là số tự động tiếp nè, 2012 luôn nè. Con này là bản G nó rẻ tiền hơn bản V. Bản G thì bên em Trường chào bán với giá là 379 triệu nè. Đấy, Innova G. Rồi, đây có một con Innova 2012. Đây, Innova 2012 bản e-trung, 290 triệu, hạ giá cho cả nhà luôn, 290 triệu nha, 290 triệu luôn nha cả nhà. Đó, 290 triệu luôn. Đấy, xì đẹp chưa, 2012 nha, bản e-trung nha, 290 triệu. Còn ở đây là 2015 thì em để cho nhà mình với cái, đây là 2013 thì em để tầm 310, bê rút hồ sơ gốc cho cả nhà. 2013 bản e-trung màu trắng nha. Đấy, đầy đủ hết luôn cả nhà ơi, xe đẹp lắm, tranh thủ lợi tới xem xe giùm em nha. Đó,